Cây đào cổ này đang được bán với giá 368 triệu đồng. Đây là giống đào phai, cánh kép, bông to. Cây cao 6m, tán rộng 5m, chu vi gốc 90cm. Các chuyên gia về sinh vật cảnh xác định cây có tuổi đời khoảng 100 năm. Còn đây là chậu lan hồ điệp có tên Phú Quý Khổng Lồ, cao gần 7m, đường kính gần 3m, đang bày bán tại một hội chợ xuân với giá 1,6 tỷ đồng. Chậu lan này được ghép từ 3.686 cành lan hồ điệp. Đến đây thì tôi cũng choáng ngợp với một cái không gian cây xanh nhìn lạ, cây hoa như các cái chậu hoa lan hồ điệp. Thì có những cái chậu hoa có cái mức giá quá lớn, người có điều kiện về tài chính mạnh hơn. Để phục vụ nhu cầu mua hoa cây cảnh của người dân thủ đô, bên cạnh những cây quất thế, quất tháp, quất ghép non bộ, quất bonsai, các nhà vườn còn đưa ra nhiều loại quất cảnh độc lạ có giá lên đến vài chục triệu đồng. Như cây quất gốc Cần Thăng này có tuổi đời 15 năm đang được bày bán với giá 80 triệu đồng. Của nào tiền ấy. Ví dụ như cái cây quất như thế này con bảo là để bao nhiêu năm mới hình thành được và phải có kỹ thuật để làm được cây quất này không ai phải ai làm được. Chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay ở Hà Nội này thôi. Cái cây quất người ta ghép với Cần Thăng này này. Con thấy quả rất to, đều lá xanh, thậm chí có cả hoa. Thì đấy là một cái cây gọi là người ta gọi là tứ quý. Tại một nhà vườn ở Nhật Tân hiện đang bày bán rất nhiều cây cảnh. Theo chia sẻ của chủ vườn, khách chơi hoa tìm đến vườn chủ yếu là khách quen, thích săn cây khủng. Do vậy năm nào anh cũng cho ra thị trường các sản phẩm độc đáo phục vụ thú chơi cây của người Hà Nội. Chi mai này là cây mai cổ ở rừng, nó tuổi thọ năm nay là 42 năm. Tán của nó về cây này là rộng là 3,5 m đến 4m. Chiều cao của nó là 2 cả 7, biết nó rơi khoảng tầm 2,5 m. Đấy, đây là cây mai cổ nguyên bản, chưa được tỉa tiếc đâu. Cây mai này giá nếu mà đều như năm nay khoảng tầm 250 triệu cây mai cổ này. Mọi người nhé, đây là cây hồng, là giống hồng kem, hồng cổ của Sapa. Đây, cây này là có tuổi thọ năm nay là 17 năm. Cái hồng này thì theo như chu kỳ của nó là cứ mỗi lần cắt là 30 ngày một lứa. Thứ hồng nở. Đấy, còn trị giá cái cây này với hiện tại nó là tầm 70 triệu. Cây này phù hợp với diện tích những kiểu công viên, biệt thự, những nhà vườn. Chỉ còn hơn một tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Tại các chợ hoa là cảnh đông đúc náo nhiệt, kẻ bán người mua. Dĩ nhiên không phải ai cũng đủ tiền để sở hữu những cây độc lạ, giá khủng. Tuy nhiên với người Hà Nội, Tết là dịp được đi chơi chợ hoa, được thỏa sức ngắm, thưởng lãm những tác phẩm nghệ thuật hòa quyện giữa thiên nhiên và con người cũng là thi vị lắm rồi.